Xin chào quý anh chị và các bạn nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay lại kênh Ichimoku Trịnh Phát cũng như là quay lại video phân tích cổ phiếu sau giờ giao dịch của em Thắng. Thì trước khi bắt đầu dành cho những anh chị nào mình mới ghé qua thì đây là kênh mà các anh em trong câu lạc bộ ITB sẽ phân tích, tìm ra điểm mua, điểm bán trong ngắn, trung và dài hạn của các cái mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đồng thời hàng tuần đều đặt livestream hỗ trợ anh chị trực tiếp trong giờ khớp lệnh. Một lần nữa xin chào quý anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chủ đề của video ngày hôm nay. Thì như anh chị biết thì trong khi mà kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm nay, có nghĩa là thị trường của chúng ta sẽ bước vào một cái dịp nghỉ lễ dài ngày nha anh chị, Tết Nguyên Đán. Thì trước khi bắt đầu vào video thì cho em Thắng gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý anh chị nhà đầu tư đã luôn tin tưởng cũng như là ủng hộ em cũng như là các anh em trong câu lạc bộ ITB suốt thời gian vừa qua. Thì hy vọng sang năm mới thì các anh em sẽ tiếp tục được hỗ trợ, được đồng hành cùng với anh chị để mà tiếp tục kiếm tiền trên cái thị trường chứng khoán nha anh chị. Rồi thì trước thềm năm mới thì cho em Thắng xin chúc toàn thể quý anh chị nhà đầu tư cũng như là gia đình có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc và an khang. Sang năm mới anh chị mình gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, không những trên thị trường chứng khoán mà còn trong cuộc sống và trong công việc nha anh chị. Rồi thì tiếp sau đó thì em sẽ đi qua về cái chủ đề của video ngày hôm nay, như ở trên cái phần thumbnail em có để nha anh chị. Thì trong nội dung của video ngày hôm nay thì em sẽ cùng với anh chị trao đổi về ba cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán, đó là SSI, VCI và VND, để xem rằng những anh chị nào mà đã nắm giữ cái mã cổ phiếu này xuyên Tết luôn thì qua Tết đâu là cái vùng để anh chị mình canh chốt lời, cũng như là nó sẽ có những cái biến động như thế nào sau khi mà thị trường của chúng ta mở cửa trở lại. Thì anh chị thấy là sẽ bắt đầu vào cái phiên đáo hạn phái sinh nha anh chị vào ngày 15 tháng 2, thì không biết là thị trường của chúng ta như thế nó vận động ra sao, thì các cái mã cổ phiếu này nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, đâu là cái vùng để anh chị mình canh chốt lời, cũng như là cái vùng cho những anh chị nào mà đang cầm tiền thì có thể là xem xét mua được hay không nha anh chị. Thì em sẽ cùng với anh chị bóc tách trong cái nội dung của video ngày hôm nay. Rồi đầu tiên thì em sẽ đi qua về cái mã cổ phiếu SSI. Thì với cái mã cổ phiếu SSI này thì trong xu hướng trung hạn như anh chị mình thấy hiện tại nó vẫn đang trong một cái xu hướng tăng, và trạng thái của nó là anh chị mình thấy đang tích lũy yếu nha anh chị, nó tích lũy yếu. Thì với cái trạng thái này khi mà hai kiếm nó tách ra rộng như này thì rõ ràng anh chị thấy nó không có đủ xung lực tăng mạnh được nha anh chị. Tuy nhiên nó cần sự hỗ trợ của dòng tiền, chỉ cần dòng tiền vào mạnh thôi thì hai kiếm này nó sẽ sát vào nhau và cơ hội nó bật tăng, nó phá lên các vùng biên trên là hoàn toàn có khả năng xảy ra nha anh chị. SSI trong trung hạn nó khá là tích cực nha anh chị, nó nằm trên biên rồi, nó nằm biên trên rồi, cho nên là chỉ chìm cái nhịp mà nó chờ dòng tiền vào nó break lên thôi nha anh chị. Đó là trong trung hạn anh chị mình nhá. Còn về mặt ngắn hạn thì hiện tại anh chị thấy là sau khi mà nó vượt qua cái vùng gap và cái vùng tầm khoảng là 34.5 thì đại đa số những anh chị nào đã mua gia tăng thì cũng đã mua rồi, mua hàng thì cũng đã mua rồi, cho nên hiện tại SSI nó không còn có cái vị thế mua an toàn cho những anh chị nào mà đang cầm tiền nữa nha anh chị. Tuy nhiên nếu như mà sang tuần sau á, sang cái tuần sau Tết á, cái tuần mà anh chị trở lại giao dịch đó anh chị, thì có thể là mở mua khi mà nó test lại qua cái vùng tầm khoảng là 34 cho tới 34.5. Nếu mà test giá đỏ về lại vùng này em không biết là nó có test lại hay không, tuy nhiên thì nếu mà nó test được thì anh chị có thể là cân nhắc mình tham gia. Tuy nhiên cái vùng này anh chị mình phải chấp nhận cái mức rủi ro cao hơn, chính vì vậy mà anh chị mình phải là chú ý cái tỷ trọng mình tham gia nha anh chị. Đó là với cái mã cổ phiếu SSI. Còn về target nhịp này của SSI thì ở đây em có vẻ sẵn một cái vùng, đây là cái vùng cản của nó ở bên trên nha anh chị. Thì có thể SSI lên trên này nó sẽ gặp những cái áp lực chốt lời ở quanh cái vùng giá tầm khoảng là 36.5 cho tới 37, có nghĩa là lên trên này anh chị mình hình dung là nó sẽ lên sinh, nó tích lũy để nó hấp thụ cái lượng cung bên trên, xong rồi nó sẽ đi lên, nó sẽ tạo sóng tiếp theo nha anh chị, nó sẽ tiếp tục con sóng của nó, chứ không phải là anh chị mình thấy là nó lên trên này nó bị cản đúng không chị, anh chị bán hết không có nha chị. Nó lên trên này nó sẽ bị đổ xuống một nhịp bởi vì cái lực cung bên trên nó tiếp ra để nó hấp thụ, xong rồi nó tích lũy, nó sẽ tạo sóng tiếp theo, nó đi lên như em nói trong xu hướng trung hạn nha anh chị. Rồi đó là mã cổ phiếu SSI. Tiếp theo thì mã cổ phiếu VCI. Thì với cái mã cổ phiếu VCI thì hôm rồi nha anh chị, hôm rồi thì anh chị mình thấy là đã có một số anh chị mình canh chốt lời ngắn hạn với cái mã cổ phiếu này rồi, và cái câu chuyện anh chị mình chốt hạn chốt lời ngắn hạn nó hoàn toàn hợp lý, nó không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên những anh chị nào mình không chốt em thì cũng không có vấn đề gì nha anh chị, tại vì sau Tết cái vùng mà em nghĩ là VCI nó có thể chinh phục được là cái vùng tầm khoảng 46 nha anh chị, 46 nó có thể lên được trên cái vùng này, trước mắt là cái vùng này nó lên để nó hấp thụ cái lượng cung trước đã, và cái target xa hơn của mã cổ phiếu VCI đó chính là cái vùng 50, 50 51 ở trên này, cho nên là những anh chị nào mà nắm cổ phiếu này cứ tiếp tục nắm giữ cho em nha anh chị. Qua Tết nếu mà nó có kéo lên trên cái vùng gáp này thì anh chị mình có thể là đưa ra những cái hướng như là anh chị mình chốt bớt 20-30% gì đó, và phải nắm tới cùng nha anh chị, khi mà nó tới cái đỉnh này cũ này thôi thì mới chốt hết nha anh chị, có thể cân nhắc mình chốt. Đúng không? Còn không thì anh chị mình cứ tiếp tục nắm giữ cũng được để mình đón những con sóng nó xe hơn. Ví dụ như là sau khi mà nó phá đỉnh đi, chắc chắn nó sẽ có một nhịp tích lũy lại, và anh chị bán hết ở cái vùng đỉnh này xong, mình chờ cái nhịp nó tích lũy lại bên trên anh chị mình tham gia vào cũng được. Còn không thì anh chị nào mà muốn ăn sóng lớn thì cứ tiếp tục nắm giữ, chỉ lên trên này anh chị mình chốt bớt một phần nào đó thôi nha anh chị. Tại vì trong xu hướng trung hạn em thấy nó không có xấu gì cả chị. VCI trong xu hướng trung hạn nó chỉ cần là hai kiếm nó hợp lại thôi, có nghĩa là cần cái sự ủng hộ của dòng tiền thì nó sẽ break lên mạnh mẽ hơn nha anh chị, tại vì hỗ trợ giao găm này, may này, đâu có vấn đề gì nữa đâu chị, nó khá là thoáng đúng không? Đấy, cho nên là thành ra là anh chị lưu ý nha. Còn về VCI thì anh chị mình hỏi là em là có mua được hay không á, thì em nghĩ là không còn điểm mua, nó không còn vị thế mua nữa chị. Cái vị thế mua tốt nhất của nó là ở cái vùng tầm khoảng 41.6 cho tới 42, đó là cái vùng biên mà tụi em có chia sẻ cho anh chị canh mua được rồi. Tuy nhiên thì ở vùng đó nếu mà chị không tham gia thì bây giờ lên trên này anh chị mình tham gia thì rất là rủi ro nha anh chị, cho nên nó không còn điểm mua được đúng không anh chị.
nó chính thức đã hết cái điểm mua vào cái ngày tầm khoảng là ngày 6 tháng 2 rồi, thì có nghĩa là ngày hôm trước nó đã hết điểm mua rồi khi mà nó break lên cái nền như thế này nhá. Rồi tiếp theo thì là cổ phiếu VND. Thì với cái mã cổ phiếu VND thì hôm nay anh chị mình thấy là đã có một cái phiên phải gọi là nó breakout thành công nha chị, với cái volume cao hơn mức trung bình 20 phiên, cộng với cái việc mà nó đã phá qua cái vùng nền trên 22.8 nha chị, và 22.7 chính là cái cản tuần của nó cũng vượt qua luôn và nó đóng nến trên được cái vùng cản tuần này, một cái okay, kết nến tuần rất là đẹp nha chị, 23 nằm trên 22.7 nha chị, rất là đẹp luôn. Thì trong xu hướng trung hạn cũng như em có nói nha chị, cái việc mà nó mới qua cái vùng cản tuần là 22.7 á, thì chắc chắn là sang tuần sau nó chưa có thể nào mà tăng mạnh được, cộng với cái trạng thái kiếm như này nó chưa có thể nào tăng mạnh được, cho nên thành ra là nó test lại giá đỏ vào tuần sau nha chị, sang tuần sau đó, nó test lại giá đỏ thì anh chị có thể mở mua được nha chị, con này test lại giá đỏ là anh chị mình canh mua được nha, tại vì nó đóng đến tuần trên vùng 22.7 rồi, nó test lại giá đỏ trên 22.7 anh chị mình vô giùm em được, mua mới được nha anh chị. Trong hai cái mã của ba cái mã cổ phiếu mà lúc nãy giờ em đi qua HDI rồi VCI thì VND là cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể mở mua được sang tuần sau khi mà thị trường ta mở cửa giao dịch trở lại, nếu mà test giá đỏ nha anh chị, nó về lại qua cái vùng tầm khoảng là 22.7 là anh chị mình canh vô giùm em nha, canh mua mới được. Còn những anh chị nào mà để nắm giữ quyết nắm giữ cái mã cổ phiếu này tới cùng thì em nghĩ là các cái vùng target là ít nhất là qua cái vùng tầm khoảng 23-24 nha anh chị, cái vùng gap bên này là chị 23-24, thậm chí xa hơn có thể là vùng 25, tất nhiên thì nó lên cái vùng 23-24 trước anh chị, nó sẽ gặp những cái áp lực chốt lời, nó hấp thụ cái lượng cung trước đúng không, rồi sau đó bắt đầu mới lên 25. Thì câu chuyện đó như em có nói giống như các cái mã cổ phiếu VCI hay cái SSI khác nha anh chị, khi mà nó lên trên vùng này chắc chắn nó sẽ gặp những cái áp lực cung trước ra để nó rụ hàng xuống nha anh chị, thì sau khi mà nó rụ xong á thì nó sẽ có những nhịp mà nó tích lũy trở lại rồi sau đó bắt đầu nó mới tạo sóng nha anh chị, cho nên là anh chị mình đừng có lo là lên trên này nó bị bán xuống á là anh chị mình bán hết hàng, thì không phải nha anh chị đúng không, lên trên này thì cùng lắm là anh chị mình chốt bớt thôi, tại vì theo em thấy thì nhóm chứng khoán nó sẽ là một cái nhóm ngành rất là tiềm năng trong năm 2024 về cái câu chuyện chu kỳ tăng vốn của nó, cho nên là những cái nhịp mà nó kéo xanh lên đó, thì cố gắng chạm phải kháng cự thì anh chị mình chốt bớt một phần thôi, cố gắng nắm giữ hàng mua hàng để mình nắm đón trọn con sóng của nó nha anh chị. Rồi thì VCI thì VND đây thì anh chị mình thấy rồi đúng không, cái nhịp mà nó break ra đây rồi thì hôm nay thì cũng có một số anh chị là chốt bớt 1/2, tuy nhiên thì cái việc mà anh chị chốt bớt 1/2 nó cũng không sao cả anh chị, tại vì anh chị mình thấy cản là quanh 22.7 đúng không, thì có thể chốt cũng được không sao cả nha anh chị. Rồi sang cái sang tuần sau á, nếu mà nó test lại thì anh chị có thể là mua thêm vô đều được hết nha anh chị, đừng có vội lo lắng là mất hàng, tại vì anh chị mình chỉ mới chốt 1/2 thôi nha anh chị, còn 1/2 hàng nữa mà đúng không, còn phiên hôm nay nó break như thế này rồi thì anh chị nào mà chưa tham gia thì như em có nói sang tuần nó test lại anh chị mình canh mua nha, còn các cái móc target thì em có nói rồi cứ tiếp tục nắm đi anh chị, nhóm chứng khoán anh chị mình cứ tiếp tục nắm, anh chị nào mình lì mình nắm chắc chắn là cái khoản lợi nhuận nó sẽ rất là lớn nha chị, không những là cái vùng đỉnh cũ này đâu anh chị, cái vùng đỉnh cũ này chỉ là trong ngắn hạn thôi, cái việc nó lên đó thì em chỉ sợ là anh chị bán mất hàng, cho nên em mới nói là nó sẽ test lại nó rung đủ, cho nên là phải cố gắng giữ hàng nha chị, có thể chốt bớt phần nào đó thôi nhưng đừng là chốt hết nha chị, cứ tiếp tục nắm giữ để quan sát thêm, tại vì thường á nếu mà nó muốn vượt cái đỉnh cũ này nè anh chị thì nó phải tích lũy lại, nó hấp thụ xong cái lượng cung phải nó tích lũy lại rồi nó mới đi lên đó, và cái nhịp đi lên đó anh chị mình thấy là nó sẽ tạo một con sóng lớn hơn ít nhất là 20-30% nha chị, cho nên là đó là cái điểm mà chị chú ý giùm em với ba cái mã cổ phiếu này nha chị. Rồi thì nếu mà anh chị muốn mở tài khoản chứng khoán để giao dịch tại công ty chứng khoán SSI thì anh chị có thể là mở ủng hộ cho em Thắng một cái tài khoản mở mới, còn nếu như mà anh chị đã giao dịch tại SSI rồi thì có thể là cân nhắc chuyển ID về em với cái ID là 2606 nha chị. Ngoài ra thì anh chị cần thêm thông tin gì, cần hỗ trợ gì thì anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp với em và cái số Zalo trên phần màn hình 0979 803 611 để em Thắng hỗ trợ cũng như là đồng hành cùng với anh chị trên cái chặng đường đầu tư sắp tới của mình nha chị. Rồi thì như thường lệ theo cái giải thuật của YouTube thì chị ưu tiên những video có nhiều like, cho nên là nếu anh chị mà thấy video là hữu ích thì nhờ anh chị ấn giúp em Thắng một cái nút like ở dưới phần comment để video của chúng ta được nhiều quý anh chị nhà đầu tư biết tới hơn nữa nha chị. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã đồng hành cùng anh em trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng là sang năm mới chúng ta sẽ có những cơ hội đầu tư. Hy vọng thị trường chứng khoán trong năm 2024 sẽ được bùng nổ nha anh chị. Rồi một lần nữa chúc cho quý anh chị có một cái kỳ nghỉ lễ nguyên đáng, hạnh phúc an khang bên gia đình và hy vọng là sang năm mới chúng ta sẽ có nhiều cái điều thành công hơn nữa nha anh chị. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị vào năm mới.